Du thuyền là thú chơi rất đắt đỏ. Trong giới cười thủ, hầu hết đều không thể sở hữu một chiếc du thuyền mà phải đi thuê với giá từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn bảng Anh. Chúng ta hãy cùng điểm qua những cái tên đáng chú ý nhất. Jan Oblak, thủ thành của Atletico Madrid, từng thuê một chiếc du thuyền mang tên Angels and Demons có giá 23.000 bảng một tuần. Chiếc tàu dài 22,26 mét được sản xuất năm 2010. Có 3 phòng ngủ, chứa tối đa 6 người, trong đó một phòng master, một phòng VIP và một phòng đôi. Tất cả các phòng đều có điều hòa và wifi. Tốc độ tối đa của con thuyền này là 83 km/h. Manuel Neuer và Mario Götze, hai ngôi sao của Bayern Munich, từng cùng nhau thuê một chiếc du thuyền tên là Balu để đến đảo Balearic cùng với vợ. Chiếc du thuyền này có 3 phòng, trong đó có một phòng ăn lớn. Bạn cũng có thể tắm nắng và ăn ngoài trời trên chiếc du thuyền này. Tốc độ tối đa của nó là khoảng 80 km/h. Trên tàu cũng có thiết bị hỗ trợ lặn biển. Raheem Sterling, cầu thủ của Man City, đã đến Miami năm ngoái và thuê một chiếc thuyền mang tên Golden Touch ở Florida. Chiếc du thuyền này có 4 phòng, trong đó phòng VIP còn có bồn tắm lớn riêng. Phòng ăn có cả sofa và có thể phục vụ 6 người. Đây là chiếc tàu khá cũ, được làm từ năm 1992 trước khi sửa lại năm 2014. Tuy nhiên, nó vẫn rất tiện nghi và sang trọng. Kyle Walker, một cầu thủ khác của Man City là Kyle Walker, đã thuê chiếc tàu mang tên Kayla di Luna ở Formentera để đi cùng vợ. Đây là một chiếc du thuyền lớn, có thể chứa được 8 khách cùng 4 phòng ngủ. Đoàn thủy thủ cũng có đến 2 người. Chiếc du thuyền này có rất nhiều đồ chơi, trong đó có cả xe mô tô nước, dụng cụ lướt ván và lặn biển. Daley Blind, hậu vệ người Hà Lan, đã có một mùa giải ấn tượng vào năm ngoái khi đoạt cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia Hà Lan. Cựu cầu thủ của MU sau đó thưởng cho mình một chuyến đi đến đảo Amalfi trên chiếc tàu mang tên Voyager 38, giá thuê lên đến 20.000 bảng một tuần. Chiếc tàu này không lớn, nó có thể chứa được 14 người nhưng không có chỗ ngủ lại. Harry Maguire, trung vệ của MU, đã tận hưởng mùa hè năm ngoái của mình trên chiếc tàu thuê giá tới hơn 22.000 bảng một tuần. Con tàu này có tên Camano, chuyên phục vụ các bữa tiệc trên biển nên có hệ thống âm thanh hoành tráng. Sức chứa tối đa của nó là 11 người, trong đó có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Chiếc tàu này có tốc độ lên đến 100 km/h. Cristiano Ronaldo là một trong hai cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Ronaldo cũng là người chịu chơi nhất khi thuê chiếc tàu Benetti Africa giá tới 180.000 bảng một tuần. CR7 đã đi quanh đảo Hy Lạp và sau đó tới châu Phi trên chiếc tàu này. Nó dài tới 47 mét, có thể chứa được 12 khách với 6 phòng ngủ. Tàu có cả hệ thống massage jacuzzi và phòng tập gym.